Chào mừng các em đến với tiết ôn tập kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1 môn lịch sử lớp 7. Phần giới hạn nội dung ôn tập kiểm tra định kỳ cuối kỳ 1 của cô sẽ bao gồm các bài: bài 2, bài 3, bài 10, bài 12 và chủ đề tích hợp bao gồm bài 13, bài 14 và bài 15. Chúng ta đến với nội dung ôn tập của bài số 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và tự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. Trong phần này, câu hỏi của cô sẽ yêu cầu là trình bày nguyên nhân và tác động của các cuộc phát kiến lớn về địa lý. Thì trong cái phần này, các em sẽ trình bày các nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các cuộc phát kiến lớn về địa lý. Đó là do sự phát triển của sản xuất làm nảy sinh nhu cầu về thị trường nguyên liệu vàng bạc, do sự phát triển của kỹ thuật hàng hải như đóng tàu đi biển có nhiều buồm, có bánh lái và phát minh ra la bàn, từ đó dẫn tới sự xuất hiện của các cuộc phát kiến địa lý. Về tác động thì các em trình bày đầy đủ hai tác động: một, góp phần thúc đẩy thương nghiệp cho phát triển, đem lại cho giai cấp tư sản châu Âu những nguồn nguyên liệu quý giá, những kho vàng bạc châu báu khổng lồ cùng những vùng đất mênh mông ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ.
Khi trình bày bài số 2 này, các em lưu ý là chúng ta có hai nội dung để trình bày. Một là nguyên nhân xuất hiện các cuộc phát kiến lớn về địa lý, và hai là tác động từ những cuộc phát kiến lớn về địa lý này. Chúng ta chuyển sang bài thứ 3. Bài 3, cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kỳ trung đại ở châu Âu. Thì trong cái bài 3 này, cô đã dạy có hai cuộc đấu tranh. Thời hậu kỳ trung đại châu Âu có hai cuộc đấu tranh thôi. Một đó là phong trào văn hóa phục hưng thế kỷ 14, thế kỷ 17. Và hai đó là phong trào cải cách tôn giáo. Thì trong cái phạm vi giới hạn nội dung ôn tập thi học kỳ 1 lần này, cô chỉ hỏi về phong trào văn hóa phục hưng. Thì các em sẽ trình bày các nội dung về phong trào văn hóa phục hưng. Đó là quê hương của phong trào văn hóa phục hưng là nước Ý. Và bằng những tác phẩm của mình, các tác giả thời phục hưng đã lên án nghiêm khắc giáo hội Kitô, đã phá trật tự xã hội phong kiến, đề cao giá trị chân chính của con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ. Và cuối cùng các em nói được cái vai trò của phong trào văn hóa phục hưng, đó là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến, là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại. Tiếp theo là bài 10. Nội dung của bài 10 là nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Thì trong bài 10 này, yêu cầu của nội dung ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1 là trình bày về luật pháp và quân đội thời Lý. Như vậy trong cái bài này chúng ta thấy rõ ràng có hai nội dung. Một là luật pháp và hai là quân đội. Và khi trình bày về luật pháp thì cô có câu hỏi mở rộng nâng cao, đó là luật thành văn ra đời thể hiện điều gì. Thì các em lưu ý là sự ra đời của luật thành văn lần đầu tiên ở nước ta, đó là bộ luật Hình Thư được nhà Lý ban hành năm 1042. Nó thể hiện sự tiến bộ phát triển hơn của xã hội. Rồi trong nội dung về quân đội thời Lý thì chính sách ngụ binh ư nông nó có ưu điểm gì? Chính sách ngụ binh ư nông là chính sách kết hợp giữa binh lính và nông dân. Và cái chính sách này nó có ưu điểm là chúng ta có một lực lượng, nhưng nó sẽ đảm bảo được hai nhiệm vụ, đó là vừa chiến đấu bảo vệ đất nước, vừa tham gia sản xuất nông nghiệp. Bởi vì chúng ta biết là để mà thực hiện cái chính sách ngụ binh ư nông thì những người binh lính của đất nước trong thời bình họ sẽ trở về quê để làm ruộng, trở thành những người nông dân tham gia vào sản xuất nông nghiệp để làm ra lương thực cho đất nước. Và bên cạnh đó họ sẽ thường xuyên luyện tập võ nghệ để sẵn sàng chiến đấu. Khi đất nước có kẻ thù xâm lược thì họ sẽ lại trở thành những người lính để chiến đấu bảo vệ đất nước. Bài 12, đời sống kinh tế văn hóa. Trong phạm vi của bài 12 thì cô sẽ giới hạn nội dung ôn, đó là trình bày về sự chuyển biến của nền nông nghiệp, trình bày về giáo dục và trình bày về văn hóa của nước ta ở thời Lý. Về sự chuyển biến của nền nông nghiệp thì các em nêu lên được các ý: ruộng đất trong nước thuộc quyền sở hữu của vua do nông dân canh tác, dân làng chia nhau ruộng công để cày cấy và làm nghĩa vụ nộp thuế với nhà vua. Và mùa xuân hàng năm thì vua sẽ tổ chức lễ cày tịch điền. Để có thể phát triển nông nghiệp thì nhà nước tiến hành khuyến khích khai hoang, cho đào kênh mương, khai ngòi, đắp đê phòng lũ lụt. Và các em có thể nêu một số công trình thủy lợi tiêu biểu như là nhà Lý đã cho đào kênh Lãm, đắp đê Cơ Xá, khơi sâu sông Lãnh Kinh, sông Tô Lịch. Và đồng thời còn ban hành lệnh cấm giết trâu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. Chính vì vậy nông nghiệp đã có nhiều năm mùa màng bội thu. Về giáo dục và văn hóa thì trong nội dung về giáo dục, các em trình bày 3 sự kiện quan trọng giáo dục của thời Lý. Đó là năm 1070 xây dựng văn miếu, năm 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên, năm 1076 mở trường Quốc Tử Giám. Và ý nghĩa của việc mở trường Quốc Tử Giám này, nó được xem là trường đại học đầu tiên của nước ta, chứng tỏ là giáo dục ở thời Lý bước đầu phát triển.
Nội dung về văn hóa, các em trình bày đầy đủ, bao gồm các ý. Đạo Phật có vị trí quan trọng. Nhân dân ta ưa thích ca hát, nhảy múa, hát chèo, múa rối nước phát triển. Nhiều trò chơi dân gian như đá cầu, đấu vật, đua thuyền được ham chuộng. Vào mùa xuân thì khắp nơi đều mở hội. Về kiến trúc thì kiến trúc thời Lý có quy mô tương đối lớn và tính cách độc đáo. Các em nêu một số công trình kiến trúc tiêu biểu như là tháp Báo Thiên, chùa Một Cột. Và trình độ điêu khắc thì tinh vi, thanh thoát và hình tượng nghệ thuật độc đáo phổ biến ở thời Lý đó chính là hình rồng. Và tất cả những nội dung về văn hóa vừa nêu trên nó đã hình thành nên một cái nền văn hóa mang đậm tính nét của dân tộc Việt, đó là nền văn hóa Thăng Long. Đến với chủ đề tích hợp nước Đại Việt dưới thời Trần, thì trong cái chủ đề tích hợp nó ghép 3 bài, bài 13, bài 14 và bài 15. Thì cô giới hạn nội dung ôn trong cái chủ đề tích hợp này, chúng ta chỉ cần ôn hai nội dung. Một là nhà Trần phục hồi và phát triển kinh tế về nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp như thế nào. Và nội dung thứ hai đó là nhà Trần chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ vào năm 1258. Về việc phục hồi và phát triển kinh tế thì các em nêu là tình hình nông nghiệp, tình hình thủ công nghiệp, tình hình thương nghiệp của nước ta dưới thời Trần như thế nào. Về nội dung thứ hai, nhà Trần đã chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ vào năm 1258 ra sao? Thì trong này thì có hai ý. Ý thứ nhất là sự chuẩn bị của nhà Trần. Nhà Trần đã ban lệnh cho cả nước sắm sửa vũ khí, thành lập các đội dân binh, ngày đêm luyện tập võ nghệ để sẵn sàng đánh giặc. Và cuối cùng đó là tường thuật lại cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ diễn ra trong năm 1258. Đó là tất cả những cái nội dung cần thiết cho cái kỳ thi kiểm tra cuối kỳ 1 môn lịch sử lớp 7. Chúc các em ôn tập tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới nhé. Chào các em.